bên thế phơi con tiền nha bạn đập pi mốc năng bạn đập sâu của bạn mui khai thải lô tắc bịch đặt lấy cây nhiều bên ta ly từ nóc sang tây nào đà mấy bên thế phơi tập hồ bài co nha bạn tham bạn thấy từ ai nó quan trọng một con từ ai là đồng thái ông lô là lên tiền tinh vậy chứ tinh nhà họ đã cập bến anh lê kháo ông không cái chương 3 con này 4 con cái chương 3 chạy phơi qua bên đó con hồ cha ông ta mình tập 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 บาดประวัติเรื่องราวរបស់គាត់ដែលរវត្ត tới ទី នោះ ជាមួយនឹងសភាពបានជួបគាត់ដោយចៃដនបាទគ្រាន់តែថាវិការទិញឆៃពៅផ្អែមមួយកញ្ចប់ដើម្បីយកទៅឲ្យកូនគាត់ ញ៉ាំ ក៏អត់មានដែរព្រោះកូនគាត់ជាអ្នកពិការបាទព្រោះអីវាមានបញ្ហាខាងខួរក្បាលអញ្ចឹងណាបាទគួរអត់គាត់មែនតើហើយចំណែករូបនេះគឺនិយាយទៅមិនត្រូវមាត់ទេបាទគ្រាន់តែខ្ញុំពុំមានឱកាសថតជារូបខ្សែវីដេអូអញ្ចឹងនឹងដាក់ខ្សែវីដេអូចាស់នេះប៉ុន្តែនិយាយទៅអត់ត្រូវមាត់ទេក៏សូមអធិស្ឋានបាទ ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមទស្សនានៅខ្សែវីដេអូដើមរបស់រវត្តនឹងសភាពដូចតទៅបាទ hay hôm ấy luôn nơi ở khu cảng dâu khu mấy chế ổng nhưng luôn nơi khu cầm phong phố nhưng không cảng dâu khu phong phố khu cảng dâu ổng nó dạ sao phải là bà hay ổng mình mua đá ổng dạ nhầm một ngày không nâng một ương ổng một ngày là không một ương dạ một đá mua một sẵn chẳng ổng ngay xương sẵn chứ ổng ngay ương ngay không phải ương ngay ương ngay ở đây lúc ông phân phí ông giấy á nhưng ông ngay ông ngay và thầy nghe được chung mái đó mấy năm cầm bay xin làm chung mấy năm chân cầm bay ông đấy và mấy chúng tôi chơi mà nhà đó không muốn nè tôi có cũng khó đấy rồi tôi phải chứ ចាអត់ណ៎អូបងមិនលឺមិញណាអូបងអ្នកធ្វើបន្លែធ្វើស្មៅមិនស្មៅបន្លែទេសម្លេងអញ្ចឹងធ្វើគេទេមិនមែនធ្វើខ្លួនឯងទេចឹងគេហូបពីពុកក្នុងស្អាងទេត្រូវទេអូមើលហើយក៏គាត់ជិតដល់ក្នុងស្អាងចាទៅពីនេះយើងពុកក្នុងស្អាងរ៉េពុកក្នុងស្អាងពោះអូចាតាមនៅអូចាបាត់មកកើតមានប្រកាន់ដៃជិតពុកគ្នាខាង
chụp co sáng xài chụp sáng xài đi chứ ไปโตนมันทนได้เนี่ยเนี่ยกองเอาซาไปโตอยู่มาโอ้จะตั้งไปโตจะโอนพวกอะไรยืมติ๊กได้มันยืมง่ายง่ายยังโกงต้องเข้าไปไปให้ไปให้ไปให้ไปตามเลยไปตามเลยโอ้ไปตามเลยโอ้ย เคยทำเมียนผมไว้เมียนไอ้จราจรยังให้องค์จะกินจอมกังนี่อันไหนเท่านี่แต่ไม่อยากให้จะสนอนต้องร้อยยมเอาเงินยมนำไปโต๊ะสามวันต้องร้อยวันโอ้เมียนโจได้กันไหนเต้ยมบ้าเต้จะหายจากบุญบ้าเต้เมื่อไหร่เมื่อไหร่องค์บ้านแต่ตัววันปีเมื่อพรำเมื่อยืมเคยครับวันปีเมื่อพรำยืมเคยครับ มาอุดมลึกปลายแบบที่ยาแต่ไม่ยังที่ทางการโกงสลายคิวนั่งรองปลายกี่เวรเวรเนี่ยผมเลยก็เจ็ดเวรเวรรองปลายที่ทำไปยังจับเพื่อเป็นเมาเปิดรับบางบางรองเลยยาให้ไงบางที่รองนักทำทำจับ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 จ
chân cái nông mặt thái trong giờ bên mặt thái ông vui quan mà đồ thì hai được vui quan là buôn lọc bơ nè hay trai cục bò nó đấy không sai sạt họ ngay nó đâu kia nó mùi lục ốm nữa nè mấy bên của xa hỏi sao không bị miên ớt tí nó mùi này lâu mùi ốm nữa còn sai sạt mùi ớt mùi anh ấy thấy chưa đã ớt mùi bắt cười này ớt mùi bắt cười sầm nắng con cháu thầy phi chứ tại con minh phủ xa nó con minh phủ xa từ thằng này họ quan đông thắng từ đã biết không thầy vui biết miền từ thầy xem bài từ xem bài có bốn không là xem bài có không ấy xem bài có không có bốn không biết không sốc xem bài khác có không được là cho nên miền có bốn mà miền đã xem bài sẽ vẫn miên sẽ vẫn là ngã như thế này. Thôi là nơi tụi mốt chúng ta khi ăn ta sọc sẽ vẫn lê. Chúng ta khi sọc ấy chay ấy chẳng thế này. Và như cho ta bốt của chúng ta em vẫn là. Và sẽ em vẫn là sọc sẽ em vẫn là. Chắc là một cái con con đó là một con con là hôm nay là nhà sẵn ca màu. Kéo vì một bộ để ông từ thiêu mời và lại kia đó ông mới một bộ ấy kia đó ông kéo vì cha nhóm quý vị hơn chứ mang là khi và lại thì chua nó tới nhóm tầm đây ăn một bộ ấy cha quan sát thuộc bây giờ nào một tinh tôn đi về chưa chưa tới sáng đâu chưa khi tinh tơi tầm đây cà máu dân còn thì từ ô chân ông mà đây đi xe phải bảy đấy dân làm miếng đấy nhà chùa kia đấy không đấy cha nhân viên tại đây mà đi xe đấy cha đâu rồi đấy nhà nhà
chân đọc âm cho hai bàn cao sập tầm buôn chuyện rồi. Vì chân được bờ cá cá tới đây nữa. Dạ, lâu còn bóng sông ba. Lưu canh là quay quay ba này. Dạ. Quay lại rồi. Chọc ấy dùng không bọn anh ấy mang bay phê bình bò bó rồi chuẩn là bắt lời tình không tình lại chuẩn là dương của không cảm không thấy ngâm nên là lãnh ta không thắng về đồ sư vào ngày lắm nhưng mà mãi anh ấy ở đó mà anh từ thấy tối ngày nó sẽ từ không nhóm máu lạc lộ mà từ lâu cả không bị bỏ thuộc nhóm ăn lưu tình ăn lưu tình thì phơi con tiền dạ ban đập phi mốc năng bán đập sô của vật nuôi khai thải lô tắc bệnh đặt lệnh ấy vì vậy là lì tầm nóc sàn ấy sao đà mấy tình sẽ phơi tập hồ bài co dạ và thả bàn sẽ tự thái mất con trong một bò một tự thái là đơn thái ở lô dần lên tiên dạ không tình vậy chứ tình nhập ốc đã cập bất dạ ấy đề kháo ốc hồ ốc hồ đề kháo tiên con bài chương bày con là đấy một quân con hãy chương bàn sẽ phơi ngoài nào con thờ hồ dạ bát và vợ đường rau được bằng ngày này cua ao ăn nát cọt mền tên hay bằng phôi từ ốc này các bạn tu sơn na nâng sấp và vợ này sai chỉ vượt bật được bọc cọt hay ba thì này cứ bàn là vợ hay nâng sấp hiệp bàn cho tập tuol nâng cả tới chuột nâng xạ xua nâng và vợ cọt hay nâng bàn bật đặt vô nâng sai video này tiếp tiếng chỉ vượt bật bát hay mùi rương cho mùi rương cho mùi rương hay bóng ôn bàn tu sơn na nơi ca ruột nơi bọc phụ quạt giang na bụi ấy dương nơi xã đoàn ảm rịch ní cô cũng đã chụp bật tiệc rương đó cầm soát chân đấy bà dương thơ lọp tài đập cho mùi riêng rư cô tu sơn na xài phiệp dũng đại kỳ bật đất láng tài láng vần tài ní cứ chia chỉ vượt bật mình tên cứ bổ miên nơi cả bộ đất láng hay là vụt hay nâng sụp hiếp cô chỉ nẹ vừa kê ca giang sạc cam để xa quạt ảnh miên chất ảnh đất ở sâu tất đó là nẹ tăng ốc nha nụ bạc nhóm này nhóm cô cho rùm khăn ông sạc cam hợp hiếp nâng đá hay nâng thuộc sai video này đảm bài sọp sai ở bàn tử lùm tử lia chui đó là vụt nâng sụp hiếp rôm thèng ảnh đất quạt giang cây lên bạc bạn nhóm lẻ bóng này vì một lìa tặng ổn này đang bày thuốc xài video cảnh lộ bóng phá ôn sắp rõ chôn rồi bóng phá ôn nam môi để miền thực chất trong chùi quát bát nâng miền nâng bị phía tiên khắc khắc ổn bật thông tại đó quát dương phụng ai trên chăm quát quân tài chùi xâm rùa chùi rầm lệch nâng sẽ đầy lòng bạc bỏ quát mùi kìa bà nó anh bà chẳng có xôn bóng phá ôn tặng ổn này thuốc xa nà nâng xài video robot ra vượt hay nâng sự phép ban xạ xua nơi phanh hàm xem xem chỉ môi nâng bong xoay ngay chi bàn to tiết bạc anh cho đường đông đi lên lũa không? Anh thấy đấy đông đi lên lũa ខ្ញុំមានលោកបាក់ច្រើនណាស់ខ្ញុំនិយាយមកពីតាមខ្ញុំអត់ទេ
bán mỗi con thật ý. Hay mà ai trong thời gian giúp cho cái thật ổ trong mặt coi dùng tâm bài tố là mang tư thi mà không tố tố sẽ giúp Việt Nam cảm ơn coi Việt Nam ông ở trong bài tố thật tố rồi ចឹងក៏សូមទស្សនាខ្សែវីដេអូដើមដូចតទៅបាទ
ខ្ញុំសូមគោរពអរគុណបាទគាត់ចំពោះខាងការរបស់សពរបស់ជួយយើងខ្មែរយើងទូនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺលោកយាយណាតណាងបាទដែលគាត់នៅក្នុងមេរុបាទរដ្ឋមន្ត្រី
tên cho nên ông bà đây là xã đoàn đàm lấy con của mình bà để con chuyên chất của người ta cả đàn na bà đó là mẹ con soi bà để con bán nhà thảo ca ở nhóm chuối đó là ông chắc chắc để con biết chịu tiếp tí tòa là dạ dạ bà là như tư nhóm bán nó đồ nạp ca là ông thấy bà nhưng mà tôi chưa nó ông nghe bà đối với hai con còn miền chất là trách o bài đi đi nơi nâng miền sạch đầy sốc trong khu vây đề thì ca chạy đầm lên đọc bỏ lũ dây nàng nàng bà chân trong công chung mẹ kho là bà mẹ kho là căn lũ dây phong bà đồng lũ dây là tua dốc mẹ kho là tại lũ dây bán thơ vớ này bà hãy nhóm cả xông buông xuống đó là bà thông xa sắp cái đồ chữ tê và đá chạm mấy bà xông một tiền kho chay theo một số lúc nhưng cứ tập tiệm ho đâu phải tôi tiêm ban thời gian là dây nạt nang bà đang là tôi mở buông xuông hơi lùng dây chụp tay tại phật tập trong buôn ca cứ dùng vấn nạn tất cả và lẽ còn bay kinh tiền nào vậy bà người bà phải tặng sôm chun cô từ đầu đồng cùng minh bằng phôn được đó đại của tôi tam nam thì là luôn thì đại liệt trong bà của ông biết bà chụp đại liệt chụp cái chay chụp tập đấy đây là tôi tập tôi ta hoàn toàn bà chân là tin trong những người mà chụp bút bà បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើជួយគាំទ្របាទជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយទៅហើយនឹងកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលព័ត៌មាននិងខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទព្រមទាំងរវត្តហើយនឹងសភាផងដែរបាទព្រោះរឿងទាំងអស់គ្នាយើងមើលទៅពិបាកភ្នែកតឹងចិត្តហើយវាកើតនៅសេចក្តីលំបាកនៅក្នុងចិត្តយើងក៏យើងបានជួយតែងតួចដូចធូអញ្ចឹងដែរណាបាទហើយអញ្ចឹងបានរួមគ្នាខ្ញុំក៏គ្មានលទ្ធភាពអ្វីដើម្បីជួយពួកគាត់ដល់ច្រើនទឹកធ្លាប់នឹងដែរហើយក៏យើងពុំអាចជួយពួកគាត់បានច្រើនដែរបាទធ្វើប៉ុណ្ណាគឺបានប៉ុណ្ណាគឺយើងយកប៉ុណ្ណឹងគឺនឹងជាការល្អនោះទុកដូចយើងបានជួយហើយបាទម្ដងទៀតបាទបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅខ្សែវីដេអូនេះហើយក៏សូមជួយចែករំលែកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅឲ្យបានធំទូលំទូលាយដឹងឮបានច្រើនចំពោះបងប្អូនសប្បុរសជនដែលបានឃើញនៅខ្សែវីដេអូនេះក៏ចង់វិភាគកទានហើយក៏បងប្អូនក៏សូមទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាទឆាក់លីម៉ៃកមកហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទនេះហើយនឹងសុភាពនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទនិង Facebook របស់សុភាពហើយនេះគឺជាទូរស័ព្ទហើយនឹង Facebook របស់រវត្តបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះចូលរួមក្នុងការចែករំលែកហើយនឹងវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងក៏សូមអព្យាស្រ័យរកកំហុសឆ្គងបាទអញ្ចឹងក៏បាទម៉ៃកុំកមកចំអល់ក៏សូមជុំរៀបលានឹងវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសាជាថ្មីនៅខ្សែវីដេអូថ្មីជាបន្តបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមជុំរៀបលាបាទ